Đây rồi, đây là cung đùa đội bạn. Kamachi còn phân ruộng ở đây nữa. Nếu như Huy có quân thì có thể lao vào luôn. 77. Và đang bò mặt giữa hai nhà vì lo sợ đối phương lao vào. Cái gì này? Giữa nhà chính của quân dân của Kamachi. Trận thi đấu thứ hai ở trong xe đấu thứ hai, đội bạn đã dẫn trước ra với tỷ số là 1-0. Bỏ bãi qua đầu 7 cây đến từ xe. Làm vòng đi dò thôi. Một bầy hiêu sau bãi quả này, cố gắng bật lại trong xe đấu thứ hai nào. Xe đấu thứ hai này chúng ta đang để đối phương dẫn trước tỷ số 1-0. Đây là bàn máy của thủ anh Huy. Và Huy đang có một bài quả đầu 7 cây rừng dừa đến đất sa mạc. Hai nhà xa như này thì mình nghĩ là Huy nên đi dâng Nga để kết hợp sớm cùng với thủ chim sẻ thì mình nghĩ sẽ là ổn hơn. Trong những bài đấu mà Huy đánh tại nhà thì gần như là em thua cánh rất nhanh, thua cánh mất tham rất nhanh. Thế nên có gì muốn kết hợp cùng với sẻ thì mình nghĩ là hợp lý hơn. Đến từ game thủ anh Huy, của bấy nhiêu đầu đã có thì Huy rừng dừa gỗ đầu cũng không phải là quá xa thì cho em nữa. Cặp đôi bên kia thì hai game thủ hệ cung R nên họ thi đấu rất là chuẩn chỉ rồi. Bấy hiệu được chim sẻ đang đưa về. Bấy hiệu khá to ở đây. Lùa hiệu về rồi. Ít nhất là chúng ta đã có một C trong buổi sáng ngày hôm nay trước bộ đôi Kamachi với thủ 98. Hiệu đầu 4 con để với thủ chim sẻ. Đang đưa bấy hiệu này về. Có thêm một voi. Gỗ đầu đang hơi xa và đang chưa có rừng ở trong trận đấu này. Chưa có rừng nếu đối thủ chia sẻ. Làm vòng đi dò thôi. Đây là cánh rừng đầu đến với thủ chim sẻ đang chúng ta. Vẫn đang nhanh dẫn tất map. Gặp sư tử và có quả phụ. Thiếu chút đồ nữa để có thể ép đời. Với bài Obsidian của sẻ. Chuẩn bị thiết kế chiếc bét đầu tiên. Đây là một cánh rừng cũng không phải là quá đẹp nữa. Một cánh rừng cũng mỏng thôi. Và có thêm rừng dừa. Bài nhìn qua có vẻ là rất là rộng. Thiếu một con voi nữa thôi. Bầy hiêu đầu một voi. À đây rồi. Vậy có thêm đôi voi. Tươi. Ba voi hiêu đầu quả phụ luôn và thêm cánh rừng thông nữa để có thể ép đời. Giờ sẽ câu voi về. Hai quả. Voi đầu tiên đây thủ chim sẻ nào chúng ta. Sau đó sẽ là con voi thứ hai. Câu con voi xạ về trước. Và đây là bãi quả phụ 6 cây. Nhìn qua rất là nuột đến từ cái thủ chim sẻ. Và anh em vẫn dự đoán là kèo này thắng 3 không về xe. Em vẫn cảm thấy nó hơi hoang mang trong kèo đấu này anh ạ. Tôi tưởng quả phụ 6 cây, quả phụ 5 cây thôi à. Thì vậy quả phụ 5 cây đưa sẻ thôi, không phải là quả phụ 6 cây. Hơi min. Voi thứ hai được em đưa về. Và sau đó sẽ câu nốt con voi thứ ba. Và sẽ có chiếc bét thứ hai ở gần với cái rừng thông khu vực cạnh đôi voi. Chào anh Giang Văn Đại nhỉ, hello anh em. Rồi làm thêm chiếc bét nữa ở khu vực cánh rừng này thôi. Và đưa con voi thứ ba về. Kinh đời 808 với 27 dân. Vẫn sẽ là bài đấu 27 dân cộng 1 quen thuộc. Dành cho chim sẻ nào chúng ta. Đưa con voi này về. Đây là con voi thứ ba. Và bàn máy với thủ anh Huy. Huy đang có bài 26 dân và đi dâng Nga. Chắc chắn là sẽ đi dâng Nga trận đấu này rồi. Hai nhà rất xa. Có quả phụ đây anh Huy. Hai quả phụ trận đấu này thì Huy luôn. Lực ổn để em thể dâng Nga. Vâng, chết dần dần Nga này. Gặp ngay đôi sư tử đen thế là rời. Đây là BB. Và còn mấy hiệu nữa sau khi lên đời có thể đóng S3 và nhân đôi. Ăn cả hiệu cả rừng đến từ chim sẻ nhà. Vâng, làm kèo 44 thì nó rất khó để kết nối cả 4 game thủ khi đánh online ạ.
giật lag nó ảnh hưởng rất nhiều, anh em xem sẽ cảm thấy ức chế nên căng đét. Chúng ta cũng kèo 3-3 random thôi, như kèo 4-4 random ở trong thời điểm dịch bệnh nó căng thẳng như thế này. 10 phút 34 với 27 dân cộng 1 ép đời cực kỳ móc bình, và mình nghĩ đây sẽ một trận đấu sẽ lấy đời chấm nhất map. Nâng cấp chặt gỗ và thiết kế chiếc BS tiếp theo rồi. Một chiếc BS ở cánh rừng già sắp hết bản đồ từ 9 giờ xuống. VA sẽ căng ngang khu vực này và điểm yếu vẫn là khu vực giữa hai nhà. Cầu vòi về. Đây là con vòi thứ tư để cho chim sẻ nắng ở trận đấu này. Rồi giải quyết con voi này thôi. 4 voi đi chim sẻ. Có lực luôn, ra ruộng. Nâng bánh xe và mình nghĩ bài này vẫn sẽ đánh 5 ma thì con chim sẻ nắng thôi. Nam ma trong trận đấu này. Vâng, cùng chờ xem cái bên này thì chim sẻ nắng sẽ đối đầu với ai, và hy vọng Huy sẽ có quân để kết hợp cùng với xe trong một bài đi dâng A. Hai đánh một ngay thời điểm đầu và chúng ta sẽ hạ gục một nhà bên phía đối bạn sớm để đưa về thế mà chim sẻ nắng cân nốt nhà còn lại. Chưa gặp ai, nhà đối phương dường như ở trên mặt 10 giờ 11 giờ đây rồi. Và như vậy đây là nhà 14, đó là game thủ Kamachi sẽ lao thẳng vào ruộng chính cũng như là bãi gỗ đối phương luôn. Bắt đầu kinh dân đối phương, một dân. Vâng, hai dân của Kamachi nằm xuống, tơn đờ tiếp theo đẩy vào. Ba dân ở nhà dường như đã bị bắn. Không, đi gặp sư tử thôi chứ chưa bị bắn gì cả. Đối phương đang vẩy E để bắt tơn cung đờ đầu tiên của chim sẻ, chạy ra ngoài. Và tơn 2 đã đến, tiếp tục lọt ruộng chính đội bạn. Tham lai là ở số là 46 đến từ chim sẻ nhắng. Ăn được cung đờ của đối phương, ăn được dân đội bạn. 98 chưa thấy xuất hiện trên bản đồ này. Và cũng chưa thấy mặt máy cái thủ anh Huy đâu cả. Đây là Huy. Huy đang đối đầu với thủ 98 ở giữa bản đồ. 4A đi dâng thì anh Huy với tham lai 32. Tham lai không quá to thì cho em và em đang bị bắt quân về phía nhà Kamachi và bị bắt quân ở khu vực nhà BA 98. Huy cần phải giữ cung R và giữ tham tốt trong trận đấu này. Quay trở lại mặt máy thủ chim sẻ với tham lai là 50. Đang bó bế mặt 3 giờ vào nhà mình. 5A vẫn đang vắt đều tụ cung để thể chơi với đội bạn. Đây rồi, đây là cung R người cầm 14. Đó chính là cái thủ Kamachi, một cơn đi lỗi đến từ Kamachi và ngay lập tức bỏ mạng lại 3 cung R. Và có cả cung R 98 ở đây, Huy đang kết hợp cùng chim sẻ. Chiến trường đang nổi ra bên phía nhà BA của cái thủ Kamachi. Hai cái thủ chúng ta sẽ phải cố gắng để lấy được nhà Kamachi trong trận đấu này. Kiểu gì 98 cũng sẽ tách một tơn đi quản anh Huy thôi. Ốp A đối phương, 5A thì Kamachi và sẻ đang ốp được BA đội bạn. Em đang cơ cấu ra ruộng trong trận đấu này rồi. Lao thẳng vào nhà của game thủ Kamachi, bắn bay nhà đội bạn luôn. Quá nhiều dân Kamachi đang phải chạy giữa bản đồ. Có một tơn chạy về khu vực góc 9 giờ. Một bài đang công cực kỳ rát dành cho chim sẻ nhắng. Tiếp tục ốp nhà BA đối phương để chờ bắt nốt tơn quần nữa nở ra. Tham lai 66. Chúng ta đánh bay được nhà game thủ Kamachi rồi. Huy sẽ cố gắng giữ tham để đi quản bản đồ. Anh Huy tham lai 41. Và đúng là những gì mình dự đoán thì 98 vừa có một tơn nhẹ đi móc nhà game thủ anh Huy thôi. Không, đây một tơn to hơn. Đây một tơn nữa của 98 đẩy đi quản anh Huy rồi. 4A đi dâng ở trận đấu này, gỗ 2 đã có thì cho Huy. Sẻ đang có tham lai là 72 và đang muốn bắt chết tơn dân của game thủ Kamachi khi mà Kamachi lại chạy dân sang phía nhà chim sẻ. Và thêm ruộng, vẩy E để bắt chết tơn dân này bên phía đối bạn. Và Kamachi đang chạy vào góc trên. Và vẩy thôi. Một tình huống vẩy E tốt đến từ thủ chim sẻ và tơn này thì Kamachi sẽ không thể chạy được dân nữa. Và nhưng 98 đang sang để cứu Kamachi nhưng đó lại là một tình huống đi lỗi của thủ 98. Một pha đi lỗi quân. Nhưng
ngay lập tức 98 đã để ý nhưng lượng quân của sẻ đây là đủ để chơi với 98 trong tình huống này. Còn một dân nữa của Kamachi thôi. Timeline của sẻ là 75. Này hở á. Thế con dân chạy ra ngoài đốt hết BA Kamachi luôn. Và sau tuần này thì hai game thủ chúng ta sẽ kết hợp quân tụ quân để công vào nhà game thủ 98. Vâng, Huy cố gắng giữ tham, sẻ đã gỗ 2 rồi, chưa có dấu hiệu tăng A, vẫn đang 5A đều. Trong trận đấu này vừa bắt chết Kamachi một tên dân to. Là sẽ ốp vào nhà game thủ 98 tuần này rồi, đốt đốt BA và di chuyển dần lên mặt 12 giờ. Đó là nhà game thủ 98. Đây rồi, đây là cung đường đội bạn, Kamachi còn phân ruộng ở đây nữa. Nếu như Huy có quân thì có thể lao vào luôn. 77. Và đang bo mặt giữa hai nhà vì lo sợ đối phương lao vào. Gì này? Giữa nhà chính của quân dân của Kamachi. Vâng, cẩn thận đội bạn đóng BA trong nhà nhá. Đây là nhà BA, đây là cung R của thủ 98. Cái khe này hơi hẹp để chúng ta có thể lao vào. Vâng, đúng là như vậy, ở mặt giữa nhà bắt đầu bị chơi vào rồi. Đây là điểm yếu của thủ chim sẻ. Điểm yếu mặt giữa nhà từ nhà Huy sang. Đó là quá rộng. Và đối phương hoàn toàn có thể khai thác ở đây. Đang lại chim sẻ là 84. Đang ốp lên nhà game thủ U98 rồi. Ở nhà thì đang bị Kamachi quấy. Mặt máy game thủ anh Huy. Huy đang có tham lai 53 cũng đang đục ở nhà 98 luôn. Tươi đấy, sẻ đấu mặt trước, Huy đấu mặt sau. Hai anh em đang kết hợp để đấm 98 trong trận đấu này. Lên. Vâng, vừa phải đi công và vừa phải thủ nhà ở mặt sắp mẹ đồ 6 giờ. Đấy, sẻ vẫn đang chỉ là bài 5A và tăng BA thứ 6. Châu quần để ốp 98 nào. Huy đang quấy mặt bên trong. Vâng, sẻ đang muốn ốp AA của game thủ 98 luôn. Đây là nhà BA đối phương. Lượng quân của sẻ trên này đang khoảng độ 1,5 kích. Vâng, công vào mặt nhà BA đội bạn cũng đã có 6 BA đến từ game thủ 98. Tham lai vẫn đang số là 8x. Dường như 98 đang giật quân vào bên trong để bắt cung R của anh Huy. Sẻ sẽ ốp A của game thủ 98 luôn. Vâng, mặc kệ mặt sát mép bản đồ 6 giờ. Kamachi không dám lao vào nữa khi mà sẻ đã có quân kê mặt đó. Chúng ta đang bắt lẻ được quân đội bạn. Dường như có BA trong nhà rồi thì phải. Cung R đội bạn đang lao ở sát mép bản đồ ra bắn chim sẻ. 94 dành cho em. Ốp được BA 98 và đốt được một nhà BA bên phía đối phương. Bắn ốp cung R lẻ này thôi. Và có lẽ nên check lại ở sát mép bản đồ này thì xem có BA đội bạn hay không. Tham lai chúng ta đang đè rất mạnh rồi. Và đây là cơ hội để có thể quân mình cái biệt một đều trong xe đấu thứ hai. Vẫn đang bị mọc máy nhà cửa nhưng tuần này mình nghĩ là thủ được. Thoải mái. Có quân kê. Ruộng chính đang bị game thủ Kamachi chơi vào. Thắng kèo này thì cũng ảo à. Ảo gì anh ơi, chơi đi. Vậy e. Và bắt nốt tân quân đi móc máy của game thủ Kamachi. Đây là những con cung đường cuối cùng của Kamachi rồi. Thêm một pha vẩy e nữa game thủ chim sẻ. Và không thể chạy được với Kamachi. 98 đang đưa quân trong nhà ra để đỡ. Nhưng lượng quân của sẻ ở nhà BA 98 vẫn đang là quá đông. Và nếu như có một tân quân tiếp viện nữa đẩy lên thì mình nghĩ trận này sẽ khó để 98 có thể đỡ nhà. Và thêm một tân quân to nữa đẩy lên không. 98 đang cố gắng điều R khi sẻ đang mất tay ở nhà chính. Tham lai vẫn đang số là 85. Đang cầm dân để đập cung R Kamachi. Và tỷ số được quân mình là 1 đều ở trong xe đấu thứ hai. Trận đấu rất khỏe đấy người thủ chim sẻ với những huống công cống hiến. Tất tay đi công nhà Kamachi và sau đó tạt sang 98 khi mà anh Huy vẫn giữ được cung R đi móc máy. Chúng ta hãy cùng chờ đợi trận bản lề trong xe đấu thứ hai ngay sau đây thôi. 1-0 trong xe đấu này.